Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay ngày 23 tháng 4 năm 2021, tôi là Xuân Tú. Còn tôi là Vân Trang. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Khác với nhiều năm, đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, miền Bắc sẽ đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh và trời chuyển mưa dông. Người phụ nữ đơn thân gần đây lên mạng xã hội đăng thông tin xin con nuôi và sau thời gian dài chờ đợi thì chị đã bất ngờ có được một bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà. Có nên làm đẹp cho con trẻ từ sớm khi nhiều người cho rằng việc đó có thể đánh giá là hành vi xâm phạm thân thể khi trẻ chưa có đủ nhận thức để lựa chọn? Một người đàn ông được báo chí Ý cho rằng đã nhận số tiền lương gần 15 tỷ đồng mặc dù không đi làm trong suốt 15 năm. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày cuối tuần, dạng thời tiết tại miền Bắc chủ yếu là nắng nóng oi bức. Tuy nhiên sang tuần sau thì sẽ đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh và trời chuyển mưa dông trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Tuy nhiên mưa sẽ qua nhanh và không ảnh hưởng gì đến kỳ nghỉ lễ. Trong 2 ngày là 24 và 25 tháng 4 sẽ là đỉnh điểm đợt nắng nóng hiện tại với nhiệt độ cao nhất phổ biến là 35 đến 38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 45 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 17 giờ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 26 tháng 4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta, gây mưa rào và dông. Mưa sau đó mở rộng ra các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Cơ quan khí tượng lưu ý, đợt mưa này diễn ra ngay sau một đợt nắng nóng, nên sự chênh lệch giữa các khối khí có thể gây ra mưa đá, dông lốc và gió giật mạnh. Thời tiết chuyển sang mát mẻ, dễ chịu. Ngay sau đợt không khí lạnh này, dự báo khoảng ngày 28 tháng 4, một đợt không khí lạnh nữa tràn xuống miền Bắc nước ta. Không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây mưa rào và dông diện rộng trong 2 ngày là 28 và 29 tháng 4. Đợt không khí lạnh trong tháng 4 không mạnh và không kéo dài, thời tiết mát mẻ và chuyển nắng ráo trong kỳ nghỉ lễ, tạo điều kiện để các gia đình vui chơi tại các điểm du lịch. Thưa quý vị, sáng nay 23 tháng 4, phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn. Tại phiên tòa vào sáng nay, bị cáo Vũ Huy Hoàng tỏ ra mệt mỏi và được dìu vào tòa. Một lần nữa, cựu Bộ trưởng chối bỏ trách nhiệm liên quan đến những sai phạm tại Sapeco. Tại tòa, bị cáo Vũ Huy Hoàng khai cuộc họp ngày 29 tháng 3 năm 2016 bàn về nhiều vấn đề của Sapeco, trong đó có nhắc đến chủ trương thoái vốn và xây dựng trụ sở trong trường hợp Sapeco thoái vốn, nhưng đó không phải là cuộc họp về thẩm định giá thoái vốn. Tại cuộc họp này, ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phụ trách bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Sapeco, trình bày phương án sơ bộ thoái vốn có phương án về giá. Bị cáo Hoàng đã yêu cầu chọn giá nào cũng phải đảm bảo đúng pháp luật, đảm bảo tối đa vốn nhà nước. Cũng theo bị cáo Hoàng, suốt thời gian thực hiện dự án, ban đầu Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải phụ trách, sau đó đến Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa. Những cuộc họp với bộ phận quản lý vốn nhà nước đều do Thứ trưởng Thoa chủ trì. Trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử hôm nay, ngoài ông Nguyễn Hữu Tín, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xin xét thử vắng mặt, 7 cựu cán bộ còn lại đều thừa nhận hành vi phạm tội. Trong đó nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Sapeco Phan Đăng Tuất cho biết do tin tưởng Bộ Công Thương khi bộ có cả vụ pháp chế và các cơ quan liên quan nên bộ chỉ đạo thế nào thì ông này làm theo như vậy. Ngoài ra do bị bộ này thúc ép nên ông đã nóng vội chọn nhà đầu tư để triển khai dự án ở khu đất 246 Hai Bà Trưng, thành phố Hồ Chí Minh. Ông này cũng cho biết quá trình làm việc tại Sapeco, lỗi duy nhất của ông là quá năng nổ và nhiệt tình. Cũng theo cáo trạng thì bị cáo Vũ Huy Hoàng cùng đồng phạm có nhiều sai phạm dẫn đến quyền sử dụng khu đất 246 Hai Bà Trưng có diện tích là 6.000 m2 bị dịch chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân, gây thiệt hại thất thoát số tiền đặc biệt lớn là hơn 2.700 tỷ đồng. Vụ án này gây bức xúc trong xã hội và suy giảm niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên đến nay, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa vẫn đang bỏ trốn. Bộ Công an đã truy nã đỏ với bị can và kêu gọi bà Thoa sớm về nước trình diện, khai báo để được hưởng khoan hồng. Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai. Thưa quý vị, căn cứ vào thông tin số liệu do Bệnh viện Bạch Mai cung cấp,
cơ quan cảnh sát điều tra đã điều tra xác minh, làm việc, ghi lời khai đối với những người bệnh, người nhà, người bệnh tại 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ủy thác điều tra đối với cơ quan cảnh sát điều tra công an 17 tỉnh. Kết quả những người bệnh, người nhà người bệnh khi đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai đều được giải thích về các phương pháp điều trị phẫu thuật thần kinh, sọ não. Trong đó hình thức phẫu thuật thông thường không có sự hỗ trợ bằng robot thì chi phí rẻ hơn, được bảo hiểm y tế chi trả một phần. Và hình thức phẫu thuật có sự hỗ trợ của robot là điều trị dịch vụ không được bảo hiểm chi trả. Chi phí cao hơn khoảng trên dưới 100 triệu đồng mỗi ca, tùy thuộc vào số ngày giường, vật tư tiêu hao trong quá trình phẫu thuật. Nhưng người bệnh sẽ giảm biến chứng, ít đau đớn, phục hồi nhanh hơn. Người bệnh, gia đình người bệnh không được biết thiết bị robot do đối tác liên doanh, liên kết lắp đặt tại Bệnh viện Bạch Mai, không được giải thích cụ thể từng loại chi phí trong quá trình phẫu thuật, không được biết chi phí khấu hao thiết bị robot, nhưng với mong muốn nhanh lành bệnh đã lựa chọn phẫu thuật có sự hỗ trợ của robot, ký giấy cam đoan sử dụng dịch vụ. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, người bệnh, gia đình người bệnh được biết vi phạm trong quá trình liên doanh, liên kết, nâng giá thiết bị robot. Bệnh viện Bạch Mai thu phí khấu hao chênh lệch cao hơn thực tế là 16,5 triệu đồng mỗi ca. Họ đều đề nghị được các cơ quan tố tụng cho nhận lại số tiền này. Theo điều tra, từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 5 năm 2020, Bệnh viện Bạch Mai sử dụng robot Rosa liên kết với công ty BMS thực hiện phẫu thuật sọ não cho 639 ca bệnh, thu hơn 22,9 tỷ đồng. Bệnh viện Bạch Mai đã thanh toán chi phí liên quan 551 ca bệnh cho công ty BMS. Theo kết luận giám định, tiền phẫu thuật bằng robot Rosa là hơn 6,6 triệu đồng một ca. Bệnh viện Bạch Mai và công ty BMS thu hơn 23 triệu đồng một ca, hưởng chênh lệch là hơn 16,5 triệu đồng một ca. Đến nay, Bệnh viện Bạch Mai mới liên hệ trả số tiền chênh lệch nói trên cho 86 người bệnh. Bị can Phạm Đức Tuấn đã nộp 10 tỷ đồng để trả tiền chênh lệch 16,5 triệu đồng cho 551 ca thu sai. Thưa quý vị và các bạn, nhiều trẻ em vừa mới sinh ra đã gặp bất hạnh hoặc là bị chính cha mẹ của mình chối bỏ. Nhưng có nhiều người lại khao khát để có một đứa trẻ làm con. Và mới đây thì một phụ nữ đơn thân gần đây lên mạng xã hội đăng thông tin xin con nuôi. Và sau thời gian dài chờ đợi thì chị đã bất ngờ có được một bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà mình. Cụ thể vào sáng nay 23 tháng 4, Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận trạm y tế xã cùng một người dân đang chăm sóc một bé trai bị bỏ rơi ở địa phương. Trước đó, khoảng 5 giờ 30 sáng 22 tháng 4, một phụ nữ 39 tuổi ngụ tại thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc nghe tiếng trẻ con khóc trước cổng nhà. Ra kiểm tra thì thấy một bé trai cuốn khăn đặt trong chiếc nôi kèm theo một bình sữa và ba bộ quần áo. Ngay sau đó, chị đã đưa cháu bé vào nhà rồi thông báo với chính quyền thôn. Sáng cùng ngày, chị đưa cháu đến trạm y tế xã để chăm sóc. Cháu bé ước tính 10 đến 12 ngày tuổi, cân nặng 2,1 kg. Thời điểm tiếp nhận, sức khỏe của cháu bình thường. Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc cho biết địa phương đang ra thông báo để tìm cha mẹ đẻ của cháu bé. Nếu sau 7 ngày cha mẹ cháu không đến nhận thì sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật. Theo các thông tin, cách đây không lâu, người phụ nữ này có lên mạng xã hội đăng thông tin cần xin con nuôi. Cũng phải thông tin thêm với quý vị, đó là theo quy định thì người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, ở hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên, có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi, có tư cách đạo đức tốt. Hồ sơ của người nhận con nuôi cũng gồm các giấy tờ thủ tục do Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi người nhận con nuôi thường trú cấp. Thưa quý vị, vào hôm nay 23 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến bố nuôi và con nuôi. Trước đó, thì đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Trần Thanh Tuấn, 31 tuổi, trú tại khu phố 8, phường 3, thị xã Quảng Trị để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, Trần Thanh Tuấn sử dụng mạng xã hội tham gia vào các diễn đàn ghép đôi Sugar Daddy, Sugar Baby với vỏ bọc là doanh nhân giàu có, muốn tìm người tâm sự. Sau đó thì Tuấn kết bạn với nhiều người phụ nữ, trong đó có người phụ nữ 35 tuổi trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. Tuấn lấy được lòng tin của người phụ nữ này và hai bên thỏa thuận cùng trao đổi clip có nội dung nhạy cảm. Sau đó thì Tuấn đã cắt ghép clip có hình ảnh người phụ nữ rồi dùng video đó đe dọa buộc người phụ nữ này phải chuyển cho Tuấn 20 triệu đồng. Nếu không, sẽ in hình có nội dung nhạy cảm, dán tại địa điểm có các con của chị này đang theo học và gửi clip cho bạn bè. Không còn cách nào khác, người phụ nữ này đã hai lần chuyển tiền cho Tuấn, mỗi lần 10 triệu đồng vì lo sợ hình ảnh nhạy cảm của mình sẽ bị phát tán, ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ vụ việc này.
Thưa quý vị, một người đàn ông được báo chí nước Ý gọi là vua trốn làm đã nhận tổng số tiền lương là 538.000 euro, tương đương 14,9 tỷ đồng tiền Việt, mặc dù không đi làm suốt 15 năm. Người này được tin là đã ngừng làm việc tại bệnh viện Pulice Sergio ở Catanzaro, miền nam nước Ý vào năm 2005. 6 người quản lý tại bệnh viện cũng đang bị điều tra vì có liên quan đến vụ việc. Người đàn ông được cho là đã đe dọa giám đốc bệnh viện để ngăn giám đốc đưa ra các biện pháp kỷ luật khi ông này trốn làm. Giám đốc bệnh viện sau đó đã nghỉ hưu và sự vắng mặt của người đàn ông không bị phát hiện bởi người kế nhiệm hoặc bộ phận nhân sự. Vụ bắt giữ người đàn ông là kết quả của cuộc điều tra của cảnh sát về tình trạng trốn việc và nghi ngờ gian lận trong khu vực nhà nước ở nước Ý. Năm 2016, chính phủ Ý đã thắt chặt luật chống lại những người trốn làm khi một số cuộc điều tra của cảnh sát phát hiện đây là một vấn đề nổi cộm trong khu vực nhà nước. Thưa quý vị, hầu hết trong các cặp sách học sinh hàng đầu về doanh số bán hàng hiện nay đều có chất liệu nhựa. Và điều đáng nói là theo một nghiên cứu mới đây nhất của cơ quan quản lý ở Trung Quốc, thì thành phần nhựa này đều chứa chất độc nguy hiểm vượt quá mức cho phép. Viện đo lường chất lượng thâm quyến Trung Quốc đã tiến hành kiểm tra 82 lô mẫu cặp học sinh lưu thông trên thị trường, phát hiện 42 lô chứa paraffin clor hóa chuỗi ngắn có độc tính sinh học nhất định. Các chất độc hại có thể xâm nhập vào cơ thể người qua đường hô hấp và các đường khác, từ đó thì gây tổn hại đến sức khỏe của học sinh. Các paraffin clor hóa chuỗi ngắn cũng xuất hiện trên bìa sách nhựa. Một cuộc kiểm tra do Hội đồng Người tiêu dùng thâm quyến thực hiện vào năm 2019 cho thấy 6 mẫu bìa sách bằng túi nhựa được phát hiện có chứa paraffin clor hóa chuỗi ngắn và 5 trong số đó vượt quá yêu cầu giới hạn tiêu chuẩn của châu Âu. Cặp sách đồng hành cùng học sinh trong suốt độ tuổi đi học của các em. Học sinh sẽ tiếp xúc với cặp sách gần như là mỗi ngày và thậm chí là ngủ gối cặp sách trong giờ nghỉ trưa. Vì vậy, việc cặp sách chứa chất độc có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe của các em. Trong khuôn khổ chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 12 Thái Nguyên 2021, ngày 22 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức tọa đàm hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh vùng Việt Bắc gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn và Lạng Sơn, cùng các hiệp hội, tổng và công ty du lịch trong nước. Các đại biểu đã đánh giá thực trạng về chất lượng sản phẩm du lịch, hoạt động liên kết, khai thác các tour tuyến du lịch vùng Việt Bắc với du lịch cả nước, trao đổi kinh nghiệm tổ chức sự kiện, hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong hoạt động liên kết với tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh vùng Việt Bắc nói chung, các giải pháp trao đổi liên kết hỗ trợ phát triển doanh nghiệp giữa các tỉnh, các doanh nghiệp trong phát triển du lịch. Thông qua chương trình tọa đàm, các tỉnh vùng Việt Bắc mong muốn sẽ khắc phục những hạn chế, tiếp tục khai thác, xây dựng và phát huy những giá trị, sản phẩm du lịch, thế mạnh trong liên kết, hợp tác, phát triển du lịch. Thưa quý vị và các bạn, thẩm mỹ làm đẹp trong xã hội hiện đại là nhu cầu tất yếu, đặc biệt là đối với phái đẹp. Tuy nhiên, cách đây không lâu, cộng đồng mạng lại xôn xao trước câu chuyện là bố xăm môi cho con gái 5 tuổi tại Thanh Hóa. Và có lẽ là trường hợp xăm thẩm mỹ cho trẻ con như thế này thì hầu như chưa từng xảy ra. Liên quan đến việc này thì nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng không nên phun môi cho trẻ nhỏ vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của trẻ. Và đây cũng được đánh giá là hành vi xâm phạm thân thể khi mà trẻ chưa có đủ nhận thức để có thể lựa chọn. Và ngày hôm nay thì chúng tôi mời đến trường quay tiến sĩ tâm lý học Quách Thu Quế để cùng bàn luận về vấn đề này. Đầu tiên thì xin được cảm ơn chị đã nhận lời mời đến với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Và xin cảm ơn em. Vâng ạ. Thưa chị, như chúng ta cũng đã biết đó là câu chuyện của bé gái mới chỉ có 5 tuổi ở Thanh Hóa thì đã được bố là xăm môi cho. Và cái điều này thì đã gây ra rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Vậy thì chị có thể chia sẻ là cái điều này khi mà trẻ nhỏ chưa đủ nhận thức để đối với những cái hành động mà có thể gọi là xâm hại đến thân thể của trẻ thì chị đánh giá như thế nào ạ? Xin chào MC Văn Trang, xin chào quý vị đang xem truyền hình. Theo quan điểm cá nhân của tôi thì với trẻ nhỏ, các em ấy chưa hoàn thiện về thể chất, về nhận thức cũng như là tâm lý. Mà đặc biệt là với trẻ 5 tuổi, khi mà chúng ta xăm thêu sẩm mỹ cho trẻ thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến cái thể chất của trẻ. Thứ nhất là có thể làm trẻ đau. Có thể là trong khi xăm thì mình sẽ dùng các cái gọi là chống đau hay là gây tê chẳng hạn, thì cũng có thể gây lên những cái hiện tượng như là sưng hay phù nề và ảnh hưởng đến cái việc ăn uống cũng như là ngủ nghỉ cũng như là học tập của con. Thì cái câu chuyện mà ông bố ở Thanh Hóa khi mà xăm môi cho con ấy, ở trên mạng xã hội vừa rồi thì tôi cũng có đọc qua và thấy rằng là có rất nhiều những cái ý kiến
phản đối là không nên xăm cho trẻ quá sớm như vậy. Chúng ta có thể xăm cho trẻ trong những cái trường hợp khi mà trẻ em có những cái khiếm khuyết, có những cái khuyết tật bẩm sinh hay là có những cái khiếm khuyết để chúng ta có thể che đi, để cho trẻ em hòa đồng được với những cái người bạn hay là những cái người khác, thì chúng ta có thể làm thẩm mỹ cho trẻ. Trong cái trường hợp ví dụ như là môi của bé có những cái dị tật hay là có những cái điểm cái chàm hay cái gì đó thì chúng ta có thể làm. Còn khi mà một em bé phát triển bình thường, những cái bộ phận trên cơ thể đều bình thường, thì chúng ta không nên can thiệp quá sớm, can thiệp một cách thô bạo như vậy. Điều đó nó sẽ ảnh hưởng thứ nhất là đến thể chất của con. Mọi đứa trẻ khi mà đang phát triển thì chúng ta cũng biết là các con lớn rất là nhanh. Khi mà chúng ta mua quần áo cho con mặc thì thấy là trong vòng 1 tháng, 2 tháng thì cộc này, chật này. Thế nếu mà chúng ta xăm môi cho con như vậy thì chỉ cần 1, 2, 3 tháng sau thôi, khi cơ thể của con phát triển lên, khi mà da lớn lên, khi mà những cái làn da căng ra, thì tất cả những cái hình xăm đấy nó có thể là biến dạng, có thể gây méo mó. Và cái điều đó thì thực ra cũng không phải là đẹp, mà biết đâu lại là những cái khuyết điểm trên cơ thể của con trẻ. Thế thì theo quan điểm cá nhân của tôi là chúng ta không nên xăm cho con quá sớm, không nên can thiệp. Và cái điều này chúng tôi thấy là đâu đó chúng ta đang xâm hại đến thân thể của con một cách thô bạo. Và trong cái câu chuyện của cái anh ở Nông Cống, Thanh Hóa đúng không ạ, thì anh nói là vì con thích cho nên là anh ấy xăm. Nhưng mà tôi thấy là trẻ nhỏ ấy, cái nhận thức cũng như là cái hiểu biết của con, thì nếu như nói các con thích ấy, thì chúng ta cũng không thể chiều theo ý thích các con được. Bởi vì các con thích là một chuyện, nhưng mà cái sở thích của con có an toàn cho các con hay không, cái điều đó có tốt cho các con hay không, thì chúng ta mới có thể là làm theo các con. Còn nếu như mà tất cả những cái sở thích của con mà gây nguy hiểm cho các con, hoặc là những cái điều đó nó ảnh hưởng đến thể chất cũng như nhận thức tâm lý của con sau này, thì chúng ta không nên chiều theo những cái sở thích của con như vậy. Thì trong cái câu chuyện này chúng tôi cũng rất là muốn nói đến các cái bậc phụ huynh là chúng ta hết sức là cảnh giác, cũng như là có những cái nhìn nhận thấu đáo khi mà chúng ta làm đẹp cho con bằng cái cách là phun xăm thẩm mỹ, làm sao mà để cho con mình được phát triển an toàn nhất về thể chất, cũng như là nhận thức, cũng như là tâm lý. Nó là phải là cái sự phù hợp đúng không? Phải là sự phù hợp nữa. Rõ ràng là trẻ nhỏ thì chúng ta thấy rằng là quá non nớt, và đôi khi mà chúng ta tác động những cái hóa chất đến trẻ thì không phải là điều tốt. Vậy thì dưới góc độ tâm lý thì chị đánh giá như thế nào? Nó ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý của các em ạ? Thực ra thì với trẻ nhỏ về cái nhận thức của các con cũng chưa được hoàn thiện, cho nên là những ông bố bà mẹ mà làm đẹp cho con quá sớm như vậy cũng vô tình gây ảnh hưởng đến cái nhận thức của con, là những cái mà các con đang có thể là nó chưa được hoàn hảo hoặc chưa hoàn thiện, cho nên là phải sửa chữa hoặc là phải làm lại thì mới đẹp được. Mà trẻ em thì như chúng ta đã biết là da rồi là đặc biệt là cái vùng miệng hay là môi thì rất là nhạy cảm, nếu chúng ta can thiệp sớm như vậy thì rất có thể nó sẽ ảnh hưởng đến những cái làn da của con, nó gây dị ứng, gây kích ứng, hoặc có thể là nó có những cái nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, và nó sẽ làm hỏng những cái bề mặt da của con trẻ. Còn về cái mặt tâm lý thì như chúng ta đã biết là trẻ em cái tuổi 5 tuổi, đặc biệt là trẻ 5 tuổi thì các em còn đang rất là ngây thơ. Khi mà chúng ta trang điểm cho con quá sớm như vậy, vô tình thì chúng ta đã đẩy con đến chú ý đến cái hình thức bề ngoài của mình quá sớm. Và cái điều đó thì cũng có rất nhiều chuyên gia bàn luận rằng là khi mà con quan tâm đến cái hình thể của mình sớm như vậy thì cũng có thể là sẽ gây nên một cái câu chuyện là các em sẽ dậy thì sớm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà chúng ta nên xem xét. Có thể các con sẽ dậy thì sớm, các con chú ý đến cái hình thức bề ngoài nhiều, và các con sẽ sao nhãng những cái việc khác như là bồi dưỡng cho mình những cái kiến thức về trí tuệ, rồi là những cái kỹ năng, rồi những cái cảm xúc, rồi về tâm hồn của trẻ. Thì đâu đó thì chúng ta hãy quan tâm đến những cái vẻ đẹp ở bên trong của trẻ, bởi vì mỗi đứa trẻ chúng ta thấy là cũng như là thiên thần ấy, các em sinh ra các em đã rất đẹp rồi. Nếu như mà các em không có những cái khiếm khuyết gì bẩm sinh thì mọi đứa trẻ đều đẹp cả, thì chúng ta không nên can thiệp sớm như vậy. Còn sau này nếu như mà các em thích xăm khi các em trưởng thành, theo luật trẻ em thì trên 16 tuổi, theo công ước quốc tế thì chúng ta biết là trẻ trên 18 tuổi là các em có đủ nhận thức, có đủ những cái hành vi, nhận thức về hành vi cũng như là cái tâm lý, thì lúc đó nếu như pháp luật không cấm mà các em muốn thì các em có thể làm. Thì cái điều đó thì để cho đến khi nào trẻ trưởng thành, trẻ tự quyết định cái việc đấy. Và cha mẹ không nên tự tiện can thiệp vào cái việc thân thể của con quá sớm như vậy. Và tôi nghĩ là đây là một trong những cái mà cần có những cái chế tài cũng như là các cái truyền thông để các bố mẹ không xâm phạm thân thể của con.
Vâng ạ, chúng ta thấy rõ ràng ở đây chúng ta có một cái câu chuyện là sự phù hợp. Chúng ta dù có làm đẹp như thế nào thì cũng phải phù hợp, và như chị đã chia sẻ thì mỗi một bạn nhỏ sinh ra đã có một cái sự hồn nhiên và như một thiên thần, và khi mà chúng ta giữ đúng cái sự hồn nhiên tươi trẻ của các bạn ấy thì các bạn ấy đã rất là đẹp rồi. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng với một cái xã hội như hiện nay là mạng xã hội phát triển quá sớm, và đôi khi các ông bố bà mẹ cũng là những người mà hướng cho con mình làm đẹp cũng từ rất sớm. Vậy thì theo chị chúng ta nên làm như thế nào để có thể làm đẹp cho trẻ nhưng một cách phù hợp và một cách an toàn ạ, để cho các ông bố bà mẹ có thể hiểu rõ về điều này? Vâng, thực ra thì cái chuyện làm đẹp ấy, chúng ta phải khẳng định với nhau là đây là nhu cầu chính đáng. Dạ. Mọi người lớn cũng như là trẻ em, những người trưởng thành cũng như trẻ em thì cũng đều có cái xu hướng là chúng ta muốn chúng ta đẹp hơn. Nhưng mà như bạn vừa mới nói là nó phải phù hợp. Nếu như mà trẻ nhỏ hoạt động trong những cái lĩnh vực như là nghệ thuật, như là các em tham gia biểu diễn thì các em sẽ phải trang điểm, các em cũng sẽ phải làm thế nào đó để hóa thân vào những cái nhân vật như vậy, thì chúng ta có thể định hướng cho con để các con tham gia vào những cái hoạt động mà phù hợp với các con. Còn những cái trẻ em bình thường ấy thì chúng ta chỉ cần làm sao mà để hướng dẫn cho các em vệ sinh sạch sẽ này, tất cả những cái vấn đề liên quan đến cơ thể, bởi vì cái vẻ đẹp về thể chất ấy là nó phải khỏe mạnh đối với một trẻ em. Cái thứ hai nữa là các em phải biết cách chăm sóc, tự chăm sóc bản thân mình cũng như là chia sẻ với những cái người xung quanh, và lớn hơn nữa là các em phải có được những cái sự bồi dưỡng về tâm hồn cũng như là những cái đẹp về cảm xúc. Khi các em biết yêu thương mọi người, khi các em biết chia sẻ với những cái thành viên trong gia đình, thì cái điều này hiện nay thì chúng tôi cũng thấy rằng là chúng ta đang chú trọng quá nhiều vào cái việc hình thức cũng như là cái việc học chữ nhiều hơn là cái việc mà chúng ta bồi dưỡng những cái tâm hồn cho trẻ. Thì một đứa trẻ đẹp là phải đẹp cả về thể chất lẫn tâm hồn, chứ không phải chỉ là đẹp mỗi cái hình thức. Dạ vâng, điều mà chị nói đúng là điều mà ông bố bà mẹ nào cũng quan tâm và mong muốn con mình sẽ có được một vẻ đẹp cả về hình thức lẫn tâm hồn và cả thể chất nữa. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là không phải là bố mẹ nào cũng có thể làm được điều đó một cách đúng đắn. Chúng ta đang nói đến góc độ của cha mẹ, vậy thì còn đối với những nhà thực thi quyền lợi thì sao? Họ, cơ quan quản lý nhà nước họ sẽ phải làm gì để có thể bảo vệ được trẻ em trước những cái hành động xâm hại mà tưởng chừng như là vô hại của cha mẹ ạ? Thực ra thì luật trẻ em 2016 thì cũng đã quy định rất là rõ là tất cả những cái hành vi nào mà xâm phạm đến thân thể cũng như là những cái lợi ích hợp pháp của trẻ em thì pháp luật đều nghiêm cấm. Thì đây là một trong những cái hành vi mà bố mẹ tưởng chừng như là vô hại, nhưng mà thực ra là cha mẹ đang xâm hại đến thân thể của con một cách vô tình mà các ông bố bà mẹ không biết. Trong cái câu chuyện mà ông bố ở Thanh Hóa thì chúng ta thấy rất rõ là vì cũng là vì chiều con, vì yêu thương con thôi, ông cũng không cố tình. Nhưng mà vì nhận thức, do thiếu hiểu biết cho nên đã đem con mình ra để giống như là một cái vật thí nghiệm ấy, làm đẹp cho con. Nhưng mà cái điều đó thì chúng tôi cũng cảm nhận là có rất nhiều ông bố và mẹ chưa chắc đã phải vì nhu cầu của con, mà vì nhu cầu của chính bản thân, những người bố người mẹ muốn làm đẹp cho con nhưng để phục vụ cái nhu cầu của bản thân mình. Mang những đứa trẻ ra giống như là chơi búp bê ấy, nghĩa là làm cho các con đẹp để mình thấy đẹp hơn thôi. Nhưng mà nhu cầu của trẻ có muốn đẹp như vậy hay không thì chúng ta cũng cần phải có các cái nghiên cứu, cần phải có những cái hiểu sâu hơn về trẻ em. Bởi vì mọi trẻ em thì chỉ cần vui vẻ, chỉ cần khỏe mạnh, nếu như những cái tác động nào mà làm các em đau đớn thì các em đều không thích cả. Dạ vâng ạ, chúng ta cũng đã nói đến câu chuyện gia đình rồi, cũng đã nói đến câu chuyện của các cơ quan hành pháp rồi. Tuy nhiên thì trẻ cũng còn sống trong một môi trường nữa là tại trường học, và ở đó thì trẻ cũng được tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa nữa. Vậy thì vai trò của các thầy cô trong nhà trường thì sao ạ? Thực ra thì ở trong nhà trường thì các em cũng có được học những cái môn học như là giáo dục công dân, rồi các cái buổi sinh hoạt ngoại khóa. Ở trong các trường học bây giờ thì cũng có những cái phòng tham vấn tâm lý học đường, rồi cũng có rất nhiều các cái chương trình ngoại khóa ở nhà trường, các cái hoạt động rất là nhiều. Tuy nhiên là nó cũng chưa được sâu. Và các cái chương trình như này thì chắc chắn là còn ít. Khi mà đi sâu vào các cái khía cạnh thì chắc là chưa nhiều. Ví dụ những cái vấn đề về xâm hại trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em, hay là mang trẻ em ra để mà làm những cái việc như là chúng ta làm đẹp cho con để phục vụ cái nhu cầu bản thân, hay là ngay cả cái chuyện là ép con học nhiều để phục vụ cái tinh thần, cái lợi ích của cha mẹ, thì những cái hiện tượng đó ở trên mạng xã hội bây giờ cũng không nhiều. Và trong thực tế
thì cũng rất là nhiều những cái trường hợp như thế. Thì tôi cho rằng là đây là một trong những cái mà chúng ta cần nên cảnh tỉnh các bậc phụ huynh. Chúng ta để cho trẻ phát triển một cách bình thường và để cho các em phát triển phù hợp với khả năng của các em. Mỗi đứa trẻ có một cái khả năng nhất định và các em sẽ phát triển phù hợp thì nó sẽ tốt hơn. Vâng ạ, như vậy là chúng ta cần phải phối hợp cả phụ huynh, cả gia đình, nhà trường và nhà nước nữa thì chắc chắn là việc các em được bảo vệ thì sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Vâng ạ, cảm ơn chị đã nhận lời mời đến với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.